10 tháng 12 theo giờ Việt Nam thì Argentina đã đánh bại Hà Lan 4-3 ở loạt sút luân lưu và như thường lệ thì Lionel Messi vẫn là trung tâm trong những đợt lên bóng của Argentina trong trận đấu với Hà Lan và điều đáng nói là sau khi ghi bàn trên chấm penalty thì tiền đạo này đã ăn mừng với động tác mô phỏng theo nhân vật hoạt hình Topo Gigio và hướng động tác ấy về phía băng ghế của huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan. Đây cũng chính là hành động ăn mừng quen thuộc ngày trước của Juan Román Riquelme, một cựu tuyển thủ người Argentina. Và truyền thông Argentina thì cho rằng đây là cách mà siêu sao sinh năm 1987 thay thế Riquelme đáp trả lại huấn luyện viên Luis Van Gaal. Bởi trong quá khứ thì chiến lược gia người Hà Lan cũng đã từng không trọng dụng Riquelme ở Barcelona và thậm chí là còn từng tuyên bố Riquelme chỉ là người thừa ở Camp Nou. Và trong cuộc phỏng vấn ngay sau trận đấu thì Messi cho rằng Van Gaal cứ hay nói rằng ông ấy chơi thứ bóng đá đẹp nhưng mà ông ấy đưa vào sân toàn những cầu thủ cao to và họ toàn là câu bóng và tạt bóng. Và sau trận đấu thì tiền đạo Lionel Messi cũng đã chỉ trích trọng tài Mateo Laos, nhấn mạnh là ông không hoàn thành nhiệm vụ ở trận Argentina thắng Hà Lan khi mà đã rút ra đến 17 thẻ vàng cho cầu thủ hai đội. Đây là số thẻ phạt nhiều nhất trong một trận đấu của World Cup, vượt qua con số 16 thẻ ở trận Hà Lan Bồ Đào Nha tại vòng 1/8 World Cup 2006. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng tứ kết của World Cup 2022, Argentina đã xuất sắc đánh bại tuyển Hà Lan trên chấm phạt đền sau 120 phút nghẹt thở và đầy kịch tính. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với những nhận định của bình luận viên Quang Huy về trận đấu được đánh giá là hay nhất của World Cup 2022 tính đến thời điểm hiện tại. Thưa bình luận viên Quang Huy, trước thềm tứ kết, Hà Lan được đánh giá là ẩn số lớn nhất. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng nếu đánh bại Argentina, đội bóng của Van Gaal sẽ nổi lên như ứng viên cho chức vô địch. Sau thất bại kịch tính này, anh có thấy tiếc cho lứa cầu thủ hiện tại của Hà Lan hay không? Với cái trận đấu cụ thể hôm nay Hà Lan thua thì tôi lại muốn đặt vấn đề theo hướng rằng là Hà Lan có thể ngẩng cao đầu bởi vì đã có trận đấu sòng phẳng trước ai tiền đạo Messi có nhiều ngôi sao đấy, chứ còn Hà Lan không phải ở cái mức mà có đủ lực lượng đủ quân bài thì chúng ta có thể coi là ứng cử viên. Ông Van Gaal như vậy là rất giỏi chèo lái rồi, đến mức mà một người như ông ấy ngày xưa là cổ suý lối chơi tấn công nhưng bây giờ sẵn sàng quay sang cái cách chơi mà tiêu cực một chút, sẵn sàng đá với năm hậu vệ để mà đạt được mục đích của mình. Lốc Gia Can ngày xưa không còn nữa mà nó chỉ là gió độc thôi. Thì hôm nay khi bị dẫn hai bàn, Hà Lan cũng có những chiêu thức rất là khó lường để mà dắt lại được cái hai bàn thắng và qua đó đưa trận đấu vào hiệp phụ. Thì tôi cho rằng là dấu ấn của Van Gaal rất là rõ và ông ấy là huấn luyện viên nhiều nhất của cặp lần này. Làm được như vậy chúng ta rất là cảm phục ông ấy. Chứ còn đây là đội Hà Lan có thể vào đến tứ kết nhưng mà để mà về mặt con người có thể tạo ra một cái gì đó đặc biệt thời gian tới thì tôi lại không nhìn nhận như vậy. Có những đội không vào sâu được như Hà Lan nhưng mà nhìn lực lượng thì lại cảm giác có thể tiến xa, nhưng mà Hà Lan này có thể là đội bóng mang tính thời điểm thôi, chứ còn tôi không nghĩ là sau đây có được những gì đặc biệt hơn. Lionel Messi đã có trận đấu rất hay trước Hà Lan khi ghi một bàn và một kiến tạo và là người sút quả penalty thành công đầu tiên, mở ra tâm lý rất tốt cho cả đội. Messi vẫn rất xuất sắc từ đầu giải và là điểm tựa lớn nhất cho Argentina trên hành trình vào bán kết. Thế nhưng, trước Croatia chơi kiểm soát và bắt người tốt, nếu Messi bị phong tỏa thì Argentina sẽ còn bài nào để sử dụng hay không? Câu hỏi này làm cho tôi nghĩ đến sự có mặt của Dybala tại trận đấu lần này. Đến thời điểm này Argentina đã chơi 5 trận rồi, nhưng mà anh ấy vẫn chưa vào sân. Và ngẫm ra thì có lẽ Dybala là phương án thay cho Messi nếu mà gặp phải một cái vấn đề gì đó. Anh ấy ra sân thực ra là cũng có thể ra được rồi đấy, nhưng mà ra thì là đúng chỗ Messi. Và Messi chưa có vấn đề gì thì vẫn phải sử dụng. Dybala sẽ là cái phương án dự phòng cho Messi khi mà lúc này anh cũng đã khỏi hoàn toàn chấn thương rồi. Cái việc mà có ngôi sao thì chẳng lẽ người ta lại không dùng. Nó luôn luôn là một cái gì đó nó phải cân bằng. Có ngôi sao không dùng thì không được, nhưng mà dùng để đến mức quá phụ thuộc thì nó sẽ như thế nào? Thế thì cái này nó nằm trong khả năng của huấn luyện viên làm sao đấy xây dựng đội bóng đúng nghĩa. Tất cả các cầu thủ người ta coi cái ngôi sao sáng nhất đội nó là động lực và đồng thời là đấy là con người có thể làm được nhiều đặc biệt. Những cầu khác thì cần phải chạy nhiều hơn, lao động nhiều hơn, còn con người đó là phát huy những cái điều đặc biệt của người ta. Nhưng mà ngược lại, khi cần thì các cầu thủ cũng phải có những cái động lực tác chiến. Trường hợp của Argentina là trường hợp mà tôi nghĩ là họ đang có một cái đường hướng đúng đấy. Hiện nay Messi không cần phải di chuyển nhiều, chạy nhiều như giải đấu trước. Trước đây thì thường xuyên có kiểu là Messi di chuyển nhiều quá, xong rồi đến lúc mà chính anh ấy cũng không thực hiện được những cái động tác anh ấy đúng ra là thường xuyên làm được dễ dàng. Thế thì Messi hiện nay là chạy ít mà người ta tính rằng là cho đến trước vòng giai đoạn 2 thì Messi là cầu thủ gọi là đi bộ nhiều
rất nhì giải đấu năm nay. Tức là bản thân cái sự phân nhiệm con người đã giúp cho anh ấy có thể đá một cái kiểu là ít mất sức, và qua đó thì khi mà bóng đến chân anh ấy, thì anh lập tức làm đến nhiều kỳ diệu. Chúng ta nhiều khi xem thì cứ cảm giác là ai đó phải hăng hái lắm rồi là phải phải có cái gì đấy xông xáo lắm thì mới tinh thần mới lên, nhưng ở độ tuổi như Messi và thiên bẩm như anh ấy, thì có thể đi bộ anh ấy vẫn đủ cái khả năng để mà bóng đến chân là anh làm được những điều rất đặc biệt, và nhiều khi cái đi bộ đó lại làm đối phương gọi là bị giật mình và bị mất cảnh giác. Đấy là cái hay của anh ấy, và tôi nhận thấy Argentina đang có một cái kiểu dùng người rất là hợp lý để mà dùng lão tướng Messi, đồng thời rằng là làm sao đấy những cầu thủ trẻ vẫn phát huy được cái năng lực của người trẻ, nhưng mà những cầu thủ như Messi là vẫn chứng tỏ được mình. Và đặc biệt hôm nay khi mà Lautaro Martinez vẫn có thể, Lautaro Martinez là người rất là đen đủi rồi là vô duyên các trận trước, nhưng mà vào sân đá được quả khóa đuôi như vậy thì cảm giác mọi chuyện đang rất là trọn vẹn với Argentina trong việc kết hợp giữa Messi và phần còn lại. Xin cảm ơn bình luận viên Quang Huy về những nhận định vừa rồi. Kết thúc trận đấu với tuyển Hà Lan, siêu sao Lionel Messi cũng đã nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Thành tích này đã giúp La Pulga thiết lập nhiều kỷ lục chưa từng có trong lịch sử của một kỳ World Cup. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng tứ kết của World Cup 2022, Argentina đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Hà Lan trên chấm phạt đền sau 120 phút nghẹt thở và đầy kịch tính. Và như thường lệ, cầu thủ xuất sắc và chơi hay nhất bên phía của Argentina không ai khác chính là siêu sao Lionel Messi. Không những vậy, số 10 của Argentina cũng thiết lập nhiều kỷ lục sau trận đấu này. Phút thứ 35 của trận đấu, Messi có pha đi bóng khéo léo trước khi tung ra đường chọc khe xé toang hàng thủ của Hà Lan, giúp Molina ghi bàn thắng mở tỷ số. Pha kiến tạo này giúp Messi trở thành cầu thủ tạo nhiều cơ hội nhất cho đồng đội tại các kỳ World Cup. Kể từ khi chuyên trang Opta bắt đầu thống kê vào năm 1966, không cầu thủ nào tạo ra nhiều cơ hội hơn Messi trong lịch sử của World Cup. Đến phút thứ 73, Argentina được hưởng quả phạt đền sau tình huống Marcos Acuña bị phạm lỗi trong vòng cấm. Dù chịu sức ép khủng khiếp nhưng Messi vẫn tung ra cú sút đầy tự tin vào góc xa, nhưng nơi cách biệt cho đại diện từ Nam Mỹ. Bàn thắng này giúp cho Messi nâng tổng số bàn thắng của mình tại các kỳ World Cup lên đến con số 10, qua đó cân bằng thành tích ghi bàn nhiều nhất cho Argentina của huyền thoại Batistuta. Tính đến hết tứ kết của World Cup 2022, Messi đã có 4 bàn cùng 2 kiến tạo. La Pulga vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích của mình khi cầu thủ Argentina vẫn còn 2 trận đấu nữa tại World Cup 2022. Không những vậy, Messi cũng đã trở thành cầu thủ đầu tiên có 9 lần nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử của World Cup sau khi giúp Argentina đánh bại Hà Lan. Tại vòng bán kết, Messi sẽ cùng các đồng đội đối đầu với Croatia vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 14. Tại vòng tứ kết World Cup 2022 cũng đã phải kết thúc bằng loạt đá luân lưu cân não. Đây thực sự là một trận đấu mà đem lại rất nhiều cảm xúc cho cổ động viên Brazil. Cụ thể thì cổ động viên Brazil sau khi mà ăn mừng hả hê khi mà Brazil đã vượt lên dẫn trước trong hiệp phụ. Thế nhưng niềm vui của các cổ động viên thì nhanh chóng bị dập tắt khi mà Croatia gỡ hòa và sau đó thì đã thắng trong loạt sút luân lưu. Brazil được đánh giá là đội nhỉnh hơn trong cuộc đối đầu với Croatia tối ngày 9 tháng 12. Thế nhưng sau 90 phút thi đấu chính thức, cầu thủ cả hai đội đều chưa thể ghi bàn. Cổ động viên Brazil đã vỡ òa khi Neymar mang về cho tuyển nhà bàn thắng dẫn trước trong hiệp phụ đầu tiên. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra, các vũ công Samba chết lặng khi Petkovic san bằng tỷ số vào phút thứ 117 và rồi rơi nước mắt khi phải chứng kiến tuyển nhà gục ngã trong loạt sút luân lưu cân não. Thủ môn Brazil đâu? Thủ môn đâu rồi? Nước nào cũng có một thủ môn, còn tuyển Brazil thì có ai? Báo giới Brazil và các cổ động viên đã đổ lỗi cho huấn luyện viên Tite. Nhà cầm quân 61 tuổi sau đó đã rút khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Brazil. Ông đã dẫn dắt đội tuyển Brazil trong hai kỳ World Cup gần nhất nhưng đều không thể vượt qua vòng tứ kết. Tại giải đấu cách đây 4 năm, Brazil thua Bỉ 1-2. Lỗi do ông Tite, huấn luyện viên Tite đã không chọn tiền đạo Gabriel Barbosa, nhẽ ra anh ấy có thể lật ngược tình thế trong loạt luân lưu. Chúng tôi cần anh ấy. Trong 81 trận dẫn dắt tuyển Brazil, thành tích của Tite là 60 trận thắng, 15 trận hòa và 6 trận thua, ghi 174 bàn và thủng lưới 30 lần. Danh hiệu duy nhất ông có được cùng đội tuyển quê nhà là chức vô địch Copa America năm 2019. Brazil sẽ gấp rút tìm kiếm người thay thế Tite khi ngay tháng 3 năm 2023, chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ sẽ bắt đầu.